Ôi, chào các bạn, chào buổi sáng nhé. Mấy cậu này 7 giờ sáng hôm nay đã tới đây để làm việc rồi. Cậu đòi bên kia đang đọc bản vẽ để chuẩn bị setup đóng khung, sau đó để mình có thể được bê tông. Okay. Mấy cái cọc này là trước đây trước đây là được mình có người đến gọi là set out đóng cọc. Rồi đóng cọc xong rồi các cậu dùng cái chỉ để căng xác định vị trí của nền nhà. Đây là sắt thép này, đã được đóng tới rồi này. Chú đang ngậm thuốc này trong miệng đấy, vừa lái xe mà uống thuốc siêu thế, có siêu không? Nhưng mà bé thích hút không? He's a good driver. Đi ra đây, đi học nhá. Tối về là sẽ nhìn thấy là mọi thứ đã xong rồi. Đang quay video thì bà xã gọi đi ra chỗ mua xe. Bà xã mới mua cái xe sang để ký giấy nên là mình lại phải lang thang đi. Nói chung là khi mà làm xây dựng ấy, mình thấy là mất khá nhiều thời gian. Và lên văn phòng ngồi nói chuyện với khách hàng, những dự án đang làm này. Rồi khi mà on-site mà công trường nó có vấn đề gì ấy, thì lại phải đi chạy on-site. Hiện tại thì mình công ty mình là công ty thiết kế nên là mình vừa thiết kế đi giấy phép của town planning, rồi khi mà có giấy phép của town planning thì từ giấy phép thiết kế xong từ phía cao số là phường ấy, thì mình sẽ giúp khách hàng vẽ bản vẽ chi tiết, rồi liên lạc với những cái cậu là có số tuần làm vẽ kết cấu rồi vẽ đường ống nước này nọ kia để xin giấy phép xây dựng. Khi mà có giấy phép xây dựng rồi thì mình thông thường là hay giúp khách hàng của mình để đi tìm những cái đối tác là builder để họ có thể xây dự án. Thì mình trước giờ mình làm giới thiệu cho dự án của khách cho builder thôi, nhưng mà chắc là thời gian sắp tới là mình chắc là mở một công ty xây dựng nhỏ để mà tự làm dự án, chứ thấy các cậu builder làm hết dự án của mình mà mình không được làm dự án nào buồn ngứa tay. Mà nhiều khi đưa dự án cho builder làm ấy, đến lúc mà làm xong rồi mình qua mình coi thì mình cũng không thấy hợp mắt cho lắm, bởi vì mấy cái thiết kế bên trong cậu ấy không làm theo cái ý của mình ấy. Nên là để xem như thế nào. Mình đến chỗ bán xe rồi, quay luôn cho các bạn coi là cái xưởng bán xe ở bên Melbourne khác với bên Việt Nam như thế nào ha. Cái này nó khá là gần nhà mình, như bộ 2 phút ở ra đến đây thôi. Hãng này nó mới mở được chắc được 2 tháng gần nhà nên đi dô thì thấy là đẹp vào ngó nghiêng nghiêng, rồi cùng bà xã thích cái xe thì mua luôn. Đây, video cho các bạn coi xe nhé. Hey, how are you? Đây, hãng xe ở bên đây bà xã mình đây. Hello. Cô con gái Diệu này. Hôm nay cho hai mẹ con lên YouTube. Em được thích lên YouTube không? Ok, để ba đi xung quanh cho mọi người coi xe ở bên này nhá. Vợ mình bảo sao mình rảnh thế. Đây, hãng xe này nó cũng khá đơn giản.
Rồi, chào mọi người nhé, mình vào ký giấy giúp bà xã đây, mình mới lấy xe. Rồi, mình đã trở lại công trường rồi, các bạn em bắt đầu đóng khung rồi. Good, how are you? Start filming again. Start filming again. Yeah. Getting every process. Yeah. I wanna, cause I run the architectural firm, so I wanna, you know, my employee know what's going on with the thing. That's all good. The guy come in and do the thermal protection already, yeah? He's here. He here already, He's already done it, He's here already. Just those yellow things and the blue things. Yeah. What's the yellow thing, you know? What? It just stops the termites coming up the pipes because the concrete shrinks. Yeah. But what about the blue one? They get in from underground. Yeah. They can't get past these collars and all the little ridges and rock bumps and that on them. The concrete, they can't get through. Ah, okay. So why are they doing the blue one there? What the blue one is for? The blue one's like got a chemical on it. Same sort of thing, but because the... Oh, that's a sewer. That's a sewer. See how he's got those joins on him? Yeah. So he can't slide the collars all the way down. Yeah. So they just use that instead. It's got like a poison. It's got a termite poison. Ah, okay. You know what I mean? So termite poison instead. Yeah. We used to spray the slugs. I used to come in and spray everywhere, like with the chemical poison, and then we'd have to work our plastic in it, and we'd be covered in poison. Really? And then I think they're banned that, I reckon. They're probably gone. That's what causes cancer. Sau khi mà các bạn ấy đóng xong cái khung của nhà ấy, thì cũng bắt đầu giải với cái túi ni lông này xuống này. Bụi thép. Rồi. Chắc là các cậu đã làm trả xong cái mấy cái túi ni lông rồi. Bây giờ bắt đầu dàn sắt thép cái đây. Hey mate. Hey, my plan says shows as you got single bottom screw, single top mesh. This is gonna show double. Hey, just check it. Two, see if it's got two layers bottom. Because I think it's only got one layer. Đây, đồng sắt thép này là đủ cho căn nhà của mình đằng sau đây. Đây, coi. Quay cho các bạn coi nhá. Mình thấy các bạn ấy để mấy cái giá đỡ ở dưới cái sắt thép này. Chào buổi sáng tất cả mọi người ha. Hôm nay các cậu lại đến để mà đổ móng tiếp này. Vừa trời vẫn mưa, mình tưởng hôm nay các bạn sẽ không làm, anh ngờ cũng vẫn đến làm. Bây giờ là tầm 7 giờ rưỡi, 8 giờ. Đây. Các bạn ấy đang giải thép bên bên trên này, cắt rồi các bạn ấy đang bọc xốp xung quanh.
thêm sắt thép ở đây này. Vậy là trong vòng 2 ngày thì các bạn ấy đã làm xong cái khung và dài sắt thép bọc xung quanh để chuẩn bị đổ bê tông rồi. Cái chỗ cắt này là mình sẽ để một mấy bậc cầu thang nhỏ ở đây. Sau khi dài xong được mấy cái tấm ni lông, cái lại dài được cái sắt thép thì các cậu cũng chuẩn bị đi về rồi. Các cậu này chỉ làm đến tầm 3 giờ chiều là cậu ấy tan làm thôi. Mới đổ bê tông được, chắc cũng phải ngày mai. Mình đang cố gắng là ngày mai để đổ bê tông thì sẽ xong công việc này. Rồi. Bây giờ là các cậu đã làm xong cái phần sắt thép. Mình đang chờ cái cậu building inspector tới để xét duyệt rồi ngày mai sẽ đổ bê tông. Trước khi đổ bê tông ấy thì mình cũng phải gọi mấy anh thợ điện tới để chạy cái đường chờ chạy đường điện chờ trước cái cửa cái nhà xe này. Các bạn thấy cái ống đỏ hay không? Đây là chỗ lấy ống để chôn dây điện ấy. Mình quên mất quay video lúc anh ấy chôn. Rồi. Hôm nay là ngày sẽ đổ bê tông này. Người đang set up cái dàn xe để lát nữa lại đổ bê tông như hôm trước. Hôm qua thì cậu building inspector cậu có tới thì cái dàn sắt này bị thiếu vài chỗ nên mình đang ở đây để nói chuyện với mấy cậu làm concrete để cậu ấy sửa trước khi đổ bê tông. Các cậu ấy quên không để cái xốp chạy dọc ở phía dưới kia. Trên chỗ này thì cậu đang hiện tại chỉ để có 3 cái tấm sắt thôi, nhưng mà nó phải là bốn chứ không phải 3. Chỗ này là cậu quên chưa để mấy cái tấm mesh steel mesh mà có vắt chéo ra này ấy, để chống bị crack á, bị dạn nứt. Đây một cái nơi vàng có cũng quên là đây. Ở đây. Cắt sách luôn vô đây. Rồi, các cậu bắt đầu đổ bê tông rồi đấy. Trong khi các cậu đang đổ bê tông thì mình lại phải đi ra ngoài nên là không thể quay tiếp cho các bạn được. Nên chắc khi mình về chắc là các bạn đã đổ xong bê tông rồi. Rồi, hôm nay mình vừa đi đón con về thì các cậu đã đổ xong bê tông rồi này. Cái này
xong rồi ha. Ồ, các cậu ấy vẫn chưa đổ cái bê tông của cái nhà xe này. À, mình biết tại sao rồi. Tức là bây giờ mình đợi khi nào mà xây gạch xong rồi, xung quanh đây xong ấy, chỗ này này, thì các bạn mới đổ bê tông ở bên này, bê tông ở bên này. Vừa mới đổ xong mà bây giờ nó đã khô hết. Cái ống đỏ đỏ mà các bạn nhìn thấy vừa rồi chính là cái ống đường dây điện ha. Tất cả cái chỗ này các bạn thấy là nó bị giật cấp xuống một chút đấy, tại vì là cái chỗ này là bắt đầu mình sẽ xây gạch ở đây. Thì đây gạch này mình đi lên hai hàng gạch đi lên. Mình đi xuống dưới mình coi nhá. Sau này thì mình vừa nói chuyện với cậu đổ bê tông ấy, thì cậu bảo là tại vì chỗ này của mình ấy, hai cái góc này này của mình ấy mà là mình sẽ xây bằng gạch, nên các cậu ấy bảo mình là xây gạch trước sau đó thì mới đổ thêm bê tông ở phía chỗ này. Đổ xong bê tông thì thấy nó cũng rộng lắm, khá bé. Hy vọng lúc lên khung rồi nó không cũng để được đồ, cũng để được đồ chứ không để được đồ là không.